Yeah. Miu. Miu chào đi. Sao? Xin chào. À, đủ mở quà. Xin chào cả nhà. Hôm nay vợ chồng Khánh Thương nhận được món quà cho em Miu. À, đang đi làm thì có một anh gọi điện bảo em ơi có quà của một chị đó, chị Thanh Trúc ở bên Mỹ gửi cho Miu, mà hình như nhờ người thân ở Việt Nam gọi cho Khánh để gửi. Thế là Khánh mới nhận được chị hôm nay mới làm về, mới tắm xong thì đưa cho khoe cho Miu, thì Miu rất là thích. Miu kiểu cứ kiểu nhớ nghĩ mình mở cho Miu đi kiểu thế. Miu muốn mở chưa? Trước tiên thì không biết trong này là cái gì, nhưng mà cảm ơn chị Thanh Trúc ở Bà Điểm Hóc Môn gửi tặng cho em Miu một món quà của người thân của anh ấy. Chị Trúc để cảm ơn thì chị anh bảo chị ở bên Mỹ cơ, nhờ người nhà mua dùng cho. Thế là đây đưa, hôm nay đưa qua, thế là tiện đây cảm ơn chị Thanh Trúc rất là nhiều đã gửi tặng em Miu món quà này. Thì không biết là gì bên trong, nhưng mà cũng tò mò lắm, ba cái cũng tò mò bảo thôi đi làm về cho Miu bóc. Thế bây giờ Miu sẽ bóc quà của cô Thanh Trúc gửi tặng cho em Miu nha. Đây đấy, lấy tay của ba bỏ đây đấy để cất sửa lại nha. Rồi chào con, để xem có lấy tay mình để lên cho bóc không. Đó, Miu đang rất là muốn bóc ra rồi đó. Đấy, úi cho con xé hả, con bóc được không, con bóc được không, nhờ ba đấy. Nhờ ba, con nhờ ba bóc dùm cho đây, con chắc đi. Chắc là cô Thanh Trúc biết Miu tròn 1 tuổi rồi nên là một quà sinh nhật cho em Miu đó, cần ba giúp cho con không. Để lấy tay mình nhờ này, không nói nhưng mà sẽ lấy tay mình nhờ lên này. Nào con nhờ ba giúp đi. Con ba đâu, tay ba đâu con? Trời sao mở ta? Tức quá. Trời sao tìm đường mở? Tìm đường để mở đấy. Nào thấy được đường mở không? Căng nhờ. Khó quá ta. Nghe ba giúp con nha. Đấy. Sao? À, ý nhờ ba mở phải không? Rồi bây giờ ba mở cho em nha. Ba nhờ cho em. Nó ba mở. Để ba mở xem cái đầu nó, ba mở cho em. Rồi ba mở nhá. Thấy kẹo. Nghịch à. Ồ. Chủ gì qua gì ta? Qua gì ta? Ồ. Qua gì ta? Ra nhá. Ồ, mình mở xem cái đầu này, mình mở rất đẹp rồi. Chắc là đầu này rồi. Mở nhá, mở đường nào cho đẹp ta. Ồ, đây mở đường này ha, này nhá, mở đường này cho em nhá. Ừ, mở cho em. Wow, thì trong này ta, mở này nữa. Rồi, cô chỉ kìa. Em xé đi, em xé. Em tự em khui đi. Quà của em mà. Ba chỉ giúp em xíu đó thôi. Mở đấy. Khui đồ nén được, khui đồ kia. À, con mở đây, con mở đây. Con mở đấy, con xé. Tấm thiệp kìa. Có một tấm thiệp. Một tấm thiệp. Happy birthday. Chúng ta chỉ đọc thiệp sau nha. Mình mở quà xem. Đọc quà, đọc thiệp đi. Đọc thiệp trước hả? Đọc thiệp đi. Thích bóc quà hơn. Miu đọc thiệp đấy con. Đọc thiệp đấy. Thôi thôi không, Miu đọc thiệp, Miu chọn đọc thiệp trước đấy chưa. Thiệp trước phải không? Rồi ba mở ra nhá. Ba mở lên xem trong này có gì nhá. Đây ở ngoài ghi là chị Thanh Trúc, happy birthday to bé Miu con gái Khánh Thương. Đó, cảm ơn chị Trúc rất là nhiều đã gửi một bức thư. Đây, một bức thư rất dễ thương. Đây. Chị Thanh Trúc California. Mừng sinh nhật bé Miu, chúc bé mau ăn chóng lớn, ngoan ngoãn xinh xắn. Chúc hai em Khánh Thương mãi hạnh phúc. Wow. Dễ thương quá. Lời chúc của chị Thanh Trúc cho em Miu cũng như là ba mẹ Khánh Thương. Cảm ơn chị Trúc rất là rồi. Nhiều. Gia đình Miu cảm ơn chị. Bây giờ chúng ta sẽ bóc món quà này ra nha. Xem cô Thanh Trúc tặng mình con bé Miu nào. Miu xé đấy con, ba giúp rồi kìa. Em đây. Mà đứa con. Thì con hả? Nào. Xé đây, con xé ra đi. Con mở đây. Cô tặng cho con nó, con xé ra đi. Lôi ra nha. Lôi xem là cái gì nha. Ôi trời ơi, cái gì thế? Cái con mạch, cái mạch chỉ vậy. Cái này mình bỏ đi. Rồi bây giờ con mở xem cái này trong này có gì nào. Lại thêm một lớp băng keo nữa đúng không? Chúng ta mở nha. Ta mở cho mình nha.
Lan can nghe thú vị. Vỗ tay đi Miu, vỗ tay đi con. Con xé ra đi. Con xé ra. Tự tay con xé ra. Đây, con chỉ cho. Con cầm đây này. Rồi. Cái gì trong này của ta? Bao hồi hộp quá này. Bao hộp quá, không biết là cái gì trong này con. Miu có hồi hộp không? À, cô đưa keo cho ba, đưa miếng keo cho ba đây, ba cầm miếng keo trên tay Miu. Cái miếng keo dính trên tay Miu kìa. Rồi con. Cái gì á? Mẹ cũng hồi hộp quá nè. Len keng ôm ôm từ công ty về cứ len keng. Lắc đi con. Rung đi. Một quả bóng. Yeah. Đã quá ta. Thêm nữa. Wow. Cái gì? Bố nói anh à? Cái này là giống như xếp tầm tầm. Xếp hình. Đồ chơi của Miu. Đã ta. Nửa này. Wow. Wow. Đã quá ta. Wow. Thấy không? Một cái nữa. Bốn quả nữa. Wow. Wow. Coi cái bà Nhật, cái bà Dân kìa. Con đồ đẹp luôn. Con đồ chơi đẹp luôn. 5 món, 4 món, Miu thích cái gì? Miu thích cái nào nhất? Món nào cũng đẹp ta. Trời ơi, cảm ơn chị Thanh Trúc rất là nhiều nha. Đã tặng cho em Miu những món quà xinh đẹp. Ăn của Miu luôn. Trời ơi. Trời ơi, quà của Miu. Dễ thương quá. Đúng chưa? Xin ta. Cảm ơn cô Thanh Trúc rất là nhiều. Đã tặng cho em Miu những món quà, những đồ chơi rất là thích này. Miu chọn cái nào con? Cái này nè, cái này là cái bãi sắt cầu vồng nè. Hả? Cái này chơi sướng còn gì nữa. Hả? Có thích cái nào? Đó, bà đổ mấy em chip chip ra cho em chơi nha. Đổ ra cho em chơi luôn nha. Đã dữ ta. Miu ạ cô chưa? Cảm ơn cô Thanh Trúc. Mày mở đâu hề. Con cảm ơn cô chưa Miu? À chưa con? Để ba móc em nha. Chơi nha. Nó là hát đây để ba mở cho. Ngồi thẳng lại con, ngồi qua bên góc nào cho ba mở cho. Ngồi đây. Đây, à, ngồi đây. À. Đây. Ngồi đây nha. Một con heo. Một con gà. Con gà đâu? Chó này. Thằng lạ. Ô, một con lừa. Một con bò sữa. Sữa, ten 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 ten. Em này dính ở đây. Một em lừa hả? Đấy. Năm con thú. Trời ơi, đã chưa? Miu đã chưa? Đủ màu luôn. 6 em. Đây. Đó, 6 em luôn. Con này là gì? Bóc chơi luôn. À, cái này là bộ lắp ráp. Hình như là mình sẽ ghép với nhau ấy. À, bóc em chơi luôn nha. À. Wow, cái gì ta? Ừ, cái gì ta? Lắp sao ba? Để xem nào. À, mình xếp chồng lên rồi nè. À, đâu nhỉ? 4, 7, 6. Đây à? Đây à? Không phải kìa, nó lắc đầu kìa. Miu lắc đầu kìa, không phải. Miu chỉ cho ba đi Miu. 5, 7. 4, 5. Đó. Đây. Xếp tầng lên. Thấy không? Phải phải không? Đây. Đây số 9 nè, 7 nè. Đó. Nhiều quá ha. Thôi được chơi. Đây nè, cái này là cái gì nhỉ? Cái này là cái gì ra ba mũ nó như luôn nha. Trời ơi, trẻ con bây giờ được đôi đã quá. Xem nào. Để bạn xem trong này là gì nào.
Ngồi sao ta? Wow. Tắt 2 giây này à? Kéo, rồi bật tắt. Con chơi cái gì đâu? Trời ơi, coi hai ba con chơi đồ chơi kìa, đồ hàng kìa. Đừng đừng trúng tay con. Rồi không được ngập, để mang ba sao. Ấy à, đây. Làm ta. Rồi. Rồi. Đắp sao ta. Thì đây là những món quà của chị Thanh Trúc gửi tặng cho em Miu, rất là đẹp luôn đấy, quá trời. Với cả là hôm trước cũng có một đoạn video Khánh quay thương khui quà đó với cháu khui quà, thì rất là nhiều món quà của bạn bè trong đó của ai thì ai mà xem được thì cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều luôn. Hôm nay là quà của Thanh Trúc, chị Thanh Trúc nữa đấy. Với cả hôm bữa là có một thùng quà của cô Dung Nguyễn gửi tặng, mà Khánh cứ nghĩ ở trong cái thùng hàng của chị Hồng gửi cho Khánh, Khánh cứ nghĩ đó là thùng hàng của chị Hồng gửi, nên là tiện đây Khánh đính chính lại là cái thùng quà đó là của chị Dung Nguyễn, cô Dung Nguyễn nha. Cảm ơn cô Dung Nguyễn rất là nhiều nếu cô Dung có xem được đoạn video clip này. Món quà gửi cho bé Miu, quần áo rồi đó, bộ đồ cô Dung mua cho Miu đấy, mua cho cô Miu đây đấy. Cảm ơn cô Dung rất là nhiều. Miu ơi, Miu cảm ơn cô Dung, bà Dung, rồi cảm ơn cô Trúc nào con. Trời ơi, nhận được quá trời quà còn thứ nữa. Miu nhận thứ đấy. Chứ thứ gì Miu nhận ở Mỹ gửi luôn. Đã, con vẽ một bông, vẽ một hình em bé ở đây. Trời ơi, chị Trúc này đang còn chắc còn sting lắm ấy. Rồi, không biết làm sao để liên hệ được chị Trúc. Nhưng mà lúc đấy Khánh hỏi anh đưa qua, Khánh hỏi ui, no. No. Chết rồi. Đùa ai rồi mất. Mất hồn, em sợ. Không sao đâu nhỉ, không sao. Ôi, trời ơi, chưa gì là xé phong bì rồi. Nó lấy thư nó đọc mà. Em lấy thư đọc. Đó. Nào. Ô, đẹp đấy. Quá. Còn sợi dây này là của cô Hai này, cô Hai cơ gửi tặng em Miu bữa hôm sinh nhật này. Cái này là đợt Miu đầy tháng này. Đó, lắc tay nhiều giờ chuyển thành lắc chân. Còn cái vòng này là bữa nay là cô Hai tặng nên đeo lên cổ đây luôn này. Miu là lắc vàng lắc bạc quá trời. Lấy chân nó ai tặng? Lắc chân là cô hai tặng. Giờ chuyển qua lắc tay cô luôn. Lắc tay hoặc là đeo tay làm mình có mèo. Xong giờ đeo thành đeo chân luôn rồi. Trời ơi. Giờ mê đóng đồ chơi rồi. Đây là mê đồ chơi rồi. Trời ơi. Miu ơi. Cười hiếp mắt sao? Giữ chưa? Giờ đi chơi được không đây? Rồi, cảm ơn cái video này đẹp này, quý giá là. Cảm ơn chị Trúc. Rồi, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi cái video clip này. Chúc cả nhà mình tuần mới thật nhiều sức khỏe và luôn yêu quý ủng hộ cho gia đình Khánh Thương nha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại cả nhà mình. Bye bye. Miu ơi, bye bye con. Miu cảm ơn cô Trúc anh.